Úi dồi. Giật cả mình. Này, màn chào hỏi đến đâu rồi? Em đã khất rồi còn gì. Khi nào có lương em mời. Anh có đòi nợ mày đâu. Nhưng mà có người cần em phải trả nợ đấy. Ai nữa? Cái con bé này thông minh mà chậm hiểu thế. Anh đi thẳng vào vấn đề luôn nhá. Thế em đã làm cái lễ cảm ơn sếp Long chưa? Còn có cả vụ đấy á? Chứ còn gì nữa. Ở đây không giống như ở ngoài công trường đâu. Ở đây là em phải khéo léo, tinh tế, biết nhìn trên nhìn dưới. Tóm lại là bốn phương tám hướng. Cẩn thận thằng tóc dài ấy. Yên tâm đi, có anh ở đây rồi không phải lo. Này, quan trọng là ở trên gió to. Mà em biết sếp mình tên gì rồi đấy. Em mời sếp Long sớm ngày nào ấy là tốt cho em ngày đấy. Đường xa mới biết con ngựa nó buồn cười. Hiểu không? Được. Chuyện nhỏ. Trưa nay em mời luôn. Chuẩn. Bữa ăn đi trước là bữa ăn khôn. Thế nhá. Ê, từ từ đã. Cái gì nữa? Anh có biết gu ẩm thực của sếp Long là gì không? Kiểu như là món gì sếp thích xong quán nào cũng sếp hay ngồi ý. Hỏi đúng người rồi đấy. Biết à? Để tạo mối quan hệ tốt đẹp với sếp, trưa nay tôi mời anh một bữa nhá. Cấm được từ chối. Ok, nhắn tin địa chỉ cho tôi. Trưa nay anh có hẹn đi ăn với anh Hoài đấy ạ. À, em hẹn ông Kha giúp anh nhé. Vâng. Em lấy thêm cà phê cho anh. Em ơi. Chị ạ? À, bàn chị đặt đâu? À, chị đặt bàn tên Nam đúng không ạ? Ừ. Có phải số điện thoại đuôi 96 đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, bàn của chị đây ạ. Ờ, à, chị cảm ơn em. Sếp. À, mời sếp ngồi. Sếp cứ tự nhiên nhé. Có vẻ chịu chơi đấy. Ờ, chuyện mời sếp một bữa cảm ơn thì cũng phải ra gì vào này nọ chứ. Nhân viên nhiệt tình thế này, tôi sẽ ăn hết mình thì không phụ lòng cô. Hả? Em ơi, menu. À, em gửi anh chị ạ. Gọi món đi. Anh là khách mà, anh chọn đi. Lấy cho anh món đây. Anh chị vui lòng chờ một lát ạ. Vẫn chưa chọn được chỗ ngồi à mẹ? Nhà hàng lúc nào cũng vắng khách thế này hả con? Thì cũng phải có ngày nọ ngày kia chứ mẹ. Hay con về công ty làm đi. Bố con cứ trăn trở về điều này mãi mà mẹ cũng khó nghĩ. Thế mẹ thấy con làm nhà hàng này là lông bông à?
Ý của mẹ không phải vậy. Công ty là sự nghiệp của cả gia đình. Bố muốn hai anh em cùng chung tay gánh vác. Chứ còn mở nhà hàng ra, mang tiếng là ông chủ này nọ, nhưng mà lần nào mẹ đến cũng thấy con tất bật ở trong bếp. Mẹ xót ruột lắm. Mẹ biết là con thích nấu nướng nên mới mở nhà hàng mà, chứ có phải là muốn làm ông chủ mở ra chơi đâu. Mẹ biết. Thế thì mẹ mới ủng hộ con. Đồ ăn ngon đấy. Cảm ơn cô. Sếp thấy ngon là tôi vui rồi. Em gửi anh chị hóa đơn ạ. Ô, em ơi. Dạ. Chai này chị mới uống khoảng 3 ly thôi. Tính tiền 3 ly được không? Dạ không được ạ. Rượu này mình đã gọi rồi thì phải tính tiền cả chai ạ. Thế à? Dạ vâng ạ. Lại còn thuế nữa. Thầy sếp, anh có thể cho tôi ứng lương được không? Nửa tháng thôi cũng được. Ấy thôi, tôi chỉ thử xem là sếp có hào phóng hay không thôi. Tôi có đủ để tôi. Bác sĩ à? Tôi mời mà lị. Đây, đây chị gửi. Chị có thể mang chai này về được không? Dạ được ạ. Rồi ok, cảm ơn em. Em cảm ơn ạ. Ngon. Ngon sếp nhỉ? Con biết việc về công ty của con ấy là mong ước của bố mẹ. Nhưng con cũng đã nói chuyện rõ ràng với bố mẹ rồi. Con không có năng lực quản lý như anh Long đâu. Con về chỉ làm mọi chuyện rối tung lên thôi. Với lại từ bé đến giờ con chỉ toàn làm những việc mà con thích thôi. Cái công việc nấu nướng này nó là đam mê của con. Con nghĩ là con không bỏ được. Con không muốn sau này về già lại phải hối tiếc. Người ta chỉ sống có một lần thôi. Mẹ cũng từng như con. Con nghĩ mẹ hiểu mà. Con không thể so sánh như vậy được. Thế hệ của mẹ và con khác nhau. Ngày xưa mẹ không có sự lựa chọn, cho nên mới phải bỏ học. Có lẽ đó cũng là điều mà mẹ hối tiếc nhất. À, hay là bây giờ nhà mình có đủ điều kiện rồi, mẹ có thể đi học lại. Bây giờ nhá, mẹ đi học lại thì mẹ sẽ có thêm nhiều mối quan hệ này, xong mẹ có cả thời gian cho bản thân mình nữa. Ý hay đấy. Hay là vậy nhỉ? Nhưng mà thôi đi, mẹ già rồi, hai đứa lấy vợ đi, để mẹ có người bầu bạn. Già đâu mà già, vẫn xinh như này. Chỉ được cái khéo định thôi. Nhắc đến chuyện này mẹ mới nhớ đến thằng Long. Mẹ thấy nói với cái nam thân thiết lắm, chẳng hiểu ra làm sao. Mẹ tưởng nói với cái Thi chứ, không biết có đâu vào đâu không nữa. Mẹ ơi, đến mẹ mà cũng muốn sắp đặt chuyện hôn nhân à? Chuyện tình cảm mà mẹ, cứ để nó tự nhiên thôi. Thì mẹ vẫn để tự nhiên mà. Mẹ chỉ giúp những người có tình cảm đến với nhau thôi. Sao sao? Giao Ly thế nào rồi? Sao mà mặt điều hưu thế? Khá quá nhỉ. Còn có cả rượu ngoại mang về nữa cơ đấy. À, nhưng mà không ổn à. Không hết rượu ấy thì đồng nghĩa với việc là sếp không vui. Giời ơi. Bò à? Mình xin. Của anh cả. Tự nhiên nhắm mắt nhắm mũi nghe anh đến nhà sang chảnh. Xong giờ thủ ví luôn rồi đây này. Cái vụ khao cả phòng cũng tèo luôn nhá. Tèo là tèo thế nào? Chuyện nào ra chuyện đấy?
sếp ạ. Tôi đã thêm vài điểm trong phương án chỉnh sửa. Dạ. Cậu xem rồi bổ sung. Đúng giờ chiều của tôi. Dạ vâng ạ. Ôi trời, khá quá nhỉ. Ê, chữa nó cụt bằng rượu à? Bảy ngụm cho anh. Chính. Thôi đừng buồn nữa. Không phải ai mời mà sếp cũng đi ăn như vậy đâu. Nam ơi, có phải Khánh Thi đang nhìn anh phải không? Đâu? Thi đâu? Trời ơi. Thi ơi. Mời vào. Anh, đồ anh dặn em đã chuẩn bị dưới đây ạ. Cảm ơn em. Cho anh xin cái hóa đơn nhé. Thôi, để em tặng bà. Không được. Em là trợ lý riêng của anh, không thể bỏ tiền túi ra mua đồ cho sếp thế này được. Công tử phân minh chứ. Vâng. Có gì nữa không em? Thời gian gần đây em cảm thấy là hình như anh đang không hài lòng với em. Nếu như em có điều gì sai thì anh cứ góp ý ạ. Không. Em là cô thư ký rất tuyệt vời. Tự tin lên. Cảm ơn sếp đã khen ạ. Mày chụp từng thứ cho mẹ rồi bán online cho mẹ đi nhá. Này 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 này, nhẹ tay một tí đi con ơi. Toàn đồ quý. Mẹ lấy mấy đồ này đâu ra ấy? Thật hay là pha ke đấy? Cái gì? Pha két á? Tao có pha két đâu. Pha ke. Pha ke là cái gì? Pha ke là hàng giả đấy. Ôi trời, giả thì mày nói là giả. Làm sợ toát mồ hôi. Bên đấy làm gì có cái cửa giả. Toàn đồ xịn cả đấy. Mà con trông như đồ dùng dở ấy mẹ. Mày cứ chụp lên, bán được cái nào thì bán, còn lại mẹ con mình tẩm bổ. Ôi dồi ôi, sao lại cho vào mồm luôn như thế hả? Khổ chứ chị lị. Phí của, mày nhặt lên ngay, nhặt lên. Cho vào mồm ngay. Nhưng mà cứ nhạt nhạt kinh kinh. Xâm đi con ạ, mình không có mà ăn đâu. Ăn đi, không bổ cái nọ thì bổ cái kia. Nhưng mà... Kệ, mày cứ nuốt ực một cái là xong. Đấy, chụp từng cái một nhá. Đồ này đâu ra đấy mẹ? Mẹ không nói rõ là con tịch thu đấy. Mày giỏi nhỉ, mày dám động vào đi. Ôi, thôi, thôi 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 được, tao xin đấy. Mãi mày có cái chỗ để làm ăn. Chị đừng phá đám. Này, nó lại ra ngóng trai đây. Không phải đâu, chị đang chờ bố ấy. Bố nào? Bố ruột chị ấy. Cái gì? Chị lắp camera ở chỗ ông ấy mà. Ồ, thế ông ấy đã từng đến đây rồi à? Con biết đâu. Làm gì có ai đâu mà em sủa. Em cũng mong gặp giống chị đúng không? À chíp. Chíp Hâm ơi. Hóng gì đấy? Có đúng bác đấy không hả chị? Không. Mà em đoán ấy, bố chị không lom dom đâu. Bác ấy chắc chắn phải là thuộc tầm cỡ đại gia, rồi là đi xế hộp đàng hoàng thì mới có nhiều tiền như thế cho chị chứ. Ai bảo mày thế? Thì mẹ. Chứ không chị lấy đâu ra. Chẳng ai cho không mình cả đống tiền như thế. Nói luyền thuyền. Mà em tiên đoán nhá, bố của chị kiểu gì cũng phải là đẹp trai, bóng loáng, phong độ, rồi là cao, thật là cao. Nhìn chị như này cơ mà, chứ không như em. Đúng rồi. Nơi nào thì giống nấy. Chị chót làm con tôi rồi. Cố mà chịu. Con treo mẹ tí thôi mà. Chứ mẹ của con á,
xinh nhất thế giới. Sao? Con đã gặp được bố đẻ của con chưa? Hay là gặp rồi mà còn giấu? Mẹ lại bắt đầu đấy. Mẹ bảo này, mẹ cũng chả nhỏ nhen gì đâu. Nếu mà con gặp bố con rồi thì cứ nói đến đây gặp mẹ. Thực ra thì mẹ cũng chỉ tính cái phí 20 mấy năm nuôi con thôi, chứ cũng chả to tát gì đâu. Hai đứa ngủ sớm đi. Diệp, nhớ làm việc mẹ dặn đấy. Vâng. Này, mỗi chuyến đi trừ chi phí đi rồi là mình còn được 1,2 triệu, mà một tháng mình đi 15 chuyến. Ông thử tính xem. 10 chuyến là 12 triệu, là 18 triệu. 18 triệu mà mỗi thằng 9 triệu là mình thoải mái rồi, không phải nuôi vợ con gì. Thế là ổn rồi, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Xuống xe. Bọn đã xin đều đấy, cho nó mấy đồng chứ nè. Nhanh lên. Tiền này anh ơi. Bố mới cần mấy đồng tiền này hả của chúng mày à? Xuống xe. Chúng mày chỉ là quốc cầm đúng không? Toàn gốm sứ thôi anh ơi. Xuống xe mở thùng bố mới kiểm tra. Nhanh lên. Bướng lên. Xuống xe. Bướng lên. Chúng mày bướng à? Cứ ngồi thịt đi định ra xe à? Để cho nó phá xe à? Chúng mày làm cái gì đây? Hả? Làm gì? Chúng mày là bọn nào? Biến hết! Này! Chúng mày không biết đâu à? Nó vừa đi tù 20 năm về tội giết người về đây! Biến! Biến ngay đi! Biến ngay! Biến ngay đi! Hai ông về rồi à? Tưởng bùng luôn chứ. Chúng nó xin ít tiền thì xì ra vài đồng cho nó xong đi. À, lại còn nổi máu yêng hùng làm cái gì? Chỉ có thiệt thân thôi. Mà có yêng hùng gì đâu. Cứ đặt mặt ra để cho nó phá nát cái xe ra. Mà tôi nói cho cô biết chứ, chú là chú ấy nhịn đấy. Chú mà ra tay à, 10 cái tốp này đối chú không là cái gì. Thôi, hai ông muốn làm gì thì làm. Lo tiền mà sửa xe cho tôi đi. Rồi nghỉ việc luôn. Cô ạ, hai anh em tôi gom lại cũng chỉ gần đủ 2 triệu, không đủ tiền sửa xe. Cô xem có việc gì cho hai anh em tôi làm, rồi trả nợ dần được không? Nói thật này, tôi một mình ở đây, vừa lo quản lý hàng, tìm mối hàng, cả trăm thứ việc ấy. Nên các anh về đây ấy, thì làm việc cho nó đàng hoàng tử tế vào. Vâng. Chứ đừng lấy cái mác tù ra ấy, mà dở thói lưu manh ấy, là không có được đâu. Vâng. Alo. Giải tán ngay hai thằng rẻ rách kia đi. Mày có muốn ta phá nát bãi gốm của mày không? Dạ. Tiền sửa xe ta sẽ trả. Dạ vâng ạ. Tôi biết rồi. Chúng tôi đi làm luôn cô nhỉ? Cái việc tôi vừa nói với các anh ấy, có người làm rồi. Còn cái số tiền còn lại ấy, cũng có người trả hết rồi. Thôi thôi thôi, hai anh đi đi. Chứ gì phiền phức cả. Cô ơi, cô có thể cho tôi biết ai đã trả tiền sửa xe hộ tôi không? Cái việc này tôi nghĩ anh tự biết, lại còn giả vờ hỏi nữa. Ơi, chặt phá cái gì đây? Bác, sao về sớm thế? Bảo đi cả tuần cơ mà. Trục trặc thì về sớm. Thế chuyến này kiếm được mớ rồi. Tưởng không ở đây nữa nên em đang dọn dẹp nhà cửa, vườn tược để cho người khác thuê. Thuê là thuê thế nào, người ta đang ở đây thuê cái gì? Thế chuyến này kiếm được rồi thì gửi tiền cho em đi. Thì cô biết rồi đấy, tôi vừa sang cát cho bà nhà thôi. Ít bữa nữa thư thả cho tôi gửi tiền. Làm gì mà nhắn đấy.
Nói thật chứ em cũng muốn mượn bóng mượn gió của bác với cả chú kia ở đây để trông nom nhà cửa vườn tược giúp em. Chứ như người khác ấy, em đuổi đi từ lâu rồi. Thế tôi đã quỳ của bà thế nào chưa? Vớ vẩn. Vớ vẩn thì cũng phải trả tiền đấy nhá. Chứ không em không cho ở đây đâu. Chị thông cảm, thư thư cho anh em tôi mấy hôm. Mà ăn đi này, nghĩ cái gì? Tôi xin lỗi nhé. Việc gì phải xin lỗi? Anh em mình cùng làm thì cùng chịu. Mà ăn đi, ở trước ngày mai còn đi coi. Mà có lạ không nhỉ? Tự dưng có một bọn nó nào ra nó chặn xe mình. Hay là chú có thù oán gì chúng nó ở trong tù không? Trường trại mà. Bà chủ đang ngọt nhạt với mình mà nghe điện thoại trở mặt ngay. Thôi rồi, ăn đi. Đừng có đoán mò nữa. Mà chuyện này chỉ có chú thôi. Đã bảo là ăn đi mà đi. Làm gì đấy, chưa chị, ơi. Làm gì đấy? Tôi cần một người. Em tôi làm được. Em làm gì em cũng làm được. Có ai biết thông cống không? Tôi có nhiều năm kinh nghiệm thông cống. Chị ơi, có biết gì em làm được chị ơi? Em làm được mà. Chị ơi, em làm được chị ơi. Thế cho em này. Chị ơi, cái gì tôi làm được. Chị ơi, em làm chị ơi. Làm gì đấy, chưa chị, làm gì đấy? Tôi cần một người. Em làm gì? Em làm được. Em làm gì? Em cũng làm được. Có ai biết thông
cống không? Thôi, thông cống có nhiều lắm kinh nghiệm đây. Làm giá rẻ. Có việc gì em làm được chị ạ? Em làm được mà. Chị ơi. Em làm được chị ơi. Thuê em này. Chị ơi. Thuê em đi chị. Chị ơi. Chị, em làm được mà. Em làm tốt luôn đấy. Chị để tôi làm cho. Tôi có nhiều năm làm thông cống rồi. Thôi, tôi có kinh nghiệm. Đấy, thôi. Chú đến nhá. Đến theo địa chỉ này nhá chưa? Ui, ơi. Được gì rồi. Cả ngày được khách. Cái này chứ. Mày theo ra có việc gì? Việc gì? Đi xuống. Thằng chiến chó đâu? Chiến chó. Ê. Các em chuẩn bị rượu thịt để anh tiếp đại ca anh. Đàn em cậu đây à? Vâng. Cậu cho nó theo dõi tôi. Em thấy anh ra làm kiểu như thế không được. Xấu mặt anh, xấu cả mặt em. Cậu có biết gần đây bọn này luôn luôn theo phá công việc của tôi không? Ô thế à? Chính em sai bọn nó mà. Cậu muốn gì ở tôi? Em thấy anh khổ quá, em không cam lòng. Thằng nào phá đại ca, vào xin lỗi đại ca một câu đi. Tội vạ đâu tao chịu. Xin lỗi anh Trinh. Xin lỗi anh Trinh. Rồi, lướt đi. Em mời anh. Anh ngồi đi. Báo cáo anh là thế này. Em có một công ty lớn, hàng trăm người làm không hết việc. Anh chỉ cần một tiếng, em sẽ nhấc anh lên cái chức quản lý cao nhất. Đằng này anh lại đi làm kiểu vạ. Thế là anh không coi em là anh em rồi còn gì nữa. Tôi với cậu không giống nhau. Tôi chỉ muốn làm một người bình thường, có một công việc ổn định. Nếu ai cũng làm được theo ý mình thì còn nói chuyện làm cái gì. Như anh muốn, nhưng anh có làm được đâu. Anh vẫn phải chạy đến để vay tiền thằng này cơ mà. Anh hết cách rồi. Có thằng nào dám bỏ ra một số tiền lớn như thế để cho anh vay không? Cậu yên tâm, tôi sẽ trả nợ cậu. À nữa. Anh có làm kiểu vạn cả đời ấy, cũng không đủ tiền để trả cho em đâu. Xã hội bây giờ nó khác rồi, không như 20 năm về trước, không như cái ngày đầu mà anh vào bóc lịch đâu. Tin em đi, anh cứ về với em. Em đảm bảo ấy, là anh đủ tiền lo được cho anh, lo cho cả người thân của anh nữa. À, này, cái con bé bị lão Thắng bắt cóc ấy. Bây giờ chắc nó lớn lắm rồi nhỉ? Nó đâu rồi anh? Anh, sao anh cứ phải đập đuôi với lão ấy nhỉ? Dính cái mặt lão trên live, view lên căng đét. Còn cái mặt mày, mày ngẩng lên ta xem. À. Đại ca con sau ấy. Nhớ bố giống tao phải không?
Chúng mày theo tao là có ý gì? Hả? Có vấn đề gì à? Bọn em biết anh đi gặp ai ở đây. Xã hội bây giờ nó khác rồi. Không như 20 năm về trước. Không như cái ngày đầu mà anh vào bóc lịch đâu. À, này, cái con bé bị lão Thắng lão bắt cóc, giờ nó lớn lắm rồi nhỉ? Mày mỗi với cái việc cầm máy với cả ăn thôi mà mày mặc kín cổng cao tưởng thế kìa. Cười cái gì? À, bấm chưa? Dạ. Bấm máy rồi. Xin chào anh em xã hội nhá. Hôm nay là Chiến Chó live stream. Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Chiến Xa. Hôm nay là phát lương cho anh em. Đấy, phát lương này. Ê, tháng này ấy, là làm ăn nó hơi kém. Cho nên là mỗi anh em được có 5 sọi thôi. À, Chiến Chó chia sẻ ở đây ấy, là để anh em trên xã hội là đóng góp ý kiến để làm sao mà chúng ta cùng làm giàu. Để tháng sau nhá, là anh em của Chiến Chó là mỗi thằng là nhận 1 lít. Đây. Chào 842 anh em. Cảm ơn. Kết thúc tại đây để anh em Chiến Chó bàn tiếp cái việc làm sao là tháng sau kiếm được nhiều tiền hơn nhá. Cảm ơn. Về tiền. Lướt đi. Em tiêu hổ rồi. Thằng Sinh hay đến nhau này. Lại tên là Bích. Đại ca tao mà cặp với con già thế này á? À không anh, con này có chồng rồi. Chồng nó tên là Tuấn. Có hai đứa con gái tên là Lam và Diệp. Anh ảnh Tuấn đâu? Sao mày không chụp? Lột chết rồi anh. Đi chụp đi. Anh ơi, lột chết thì chụp kiểu gì anh? Tao có cần 1.000 thằng em. Trong đó có một số thằng ngu. Và trong đó có cả mày. Nó chết rồi thì ra bãi tha ma mà chụp. Chụp cái bia mộ của nó ấy. Nhanh. Vâng. Sinh có một thằng em tên là Tuấn mà không lẽ là thằng này. Anh Thành ơi, ơi cái gì đây? Anh đến cái địa chỉ này giúp cho người ta mấy việc. Xong qua chú bảo là tôi với chú cùng đi cơ mà. Từ giờ tôi với anh tách nhau ra. Nhỡ có việc gì thì... Vậy là có đứa nào nó ngắm vào chú phải không? Tôi đã bảo rồi mà, chú không nghe lời tôi, tránh xa bọn chúng nó ra. Tù 20 năm rồi chưa chán à? Anh biết thế là được rồi. Thôi anh đi làm đi, không muộn giờ của người ta. Nhẫn nhịn đi một tí, không thiệt đâu. Alo. Em chào anh. Đêm qua anh ngủ ngon không ạ? Đề nghị của em anh tính thế nào? Cậu yên tâm, tôi sẽ trả hết tiền cho cậu, kể cả lãi. Còn việc cậu nhờ tôi không làm được đâu. Thế thì em
lại phải cho mấy thằng đàn em nó đến nghịch anh vậy? Cứ thử xem. Anh khí phách quá. Anh đúng là đại ca của em. Chắc có lẽ em phải tìm vợ con thằng Tuấn Dỗ để đòi nợ. À, thì hai đứa đem bồi không? Đấy, tao thấy tuổi bác không thành vấn đề đâu nhỉ? Hay là... Chào mợ ạ! À. Thằng kia, chụp bộ cái ảnh ấy. Đây, đặt sạc vào. Nhìn đồ không? Huy ơi! Đón khách của anh Long này. Wow! Ba mơ. Tiếp đi. Nhưng mà em các bạn. Chồng nói là phải nghe. Anh lên kia ông kia. Đang chụp ảnh à? Đang chụp với bọn em thì bọn kia lại cứ đi bảo tiếp khách đi. Đi đi bảo đi. Mau vào nhá. Chẳng ai ghi được chụp ảnh với chồng con. Anh chụp tiếp. Chú cả, chú cả. Chú vào chụp ảnh với các bạn của nhà tôi. Vào đây à? Ừ nhá. Vào đây đứng. Đứng em đây chụp ảnh ạ. Dạ. Đứng ở đây à? Đứng. Ở đây Xuân ơi. Xuân, đây đây em tới đây. Đi 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 đi. Con chụp cho mẹ với bác một kiểu. Vâng ạ. Đã nghĩ được ra lời chúc nào chưa? Trời, ta nghĩ được chứ. Ta chúc dâm dâm tâm mình rồi. Sao? Đại diện cho họ nhà mình thì biết được. Ông đọc thì xem nào. Chúc mừng mừng từng công của câu nào. Trong bếp vừa chị vào dọn em với nhá. Chúc chưa? Ba xuống rồi đấy ạ. Ba xuống rồi đấy ạ. Dạ. Chúc cụ thượng thọ an khang để cho con cháu họ hàng đều vui. Hôm nay mừng thọ cụ rồi. Đề nghị mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Được mọi người đến chúc thọ đông vui như thế này, thực sự tôi tham lam lại muốn sống đến 100 tuổi đấy à. Bà làm sống hơn 100 tuổi mà. Bà ngồi đi mà. Con chúc thọ cụ ạ. Con chúc cụ là sống lâu 100 tuổi và luôn là chỗ dựa cho con. Ôi cháu ạ. Vâng, chúc cảm ơn chị. À. Cho con ôm cụ một cái ạ. Con xin phép cụ ạ. Vâng. Cụ ơi, con chúc cụ luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc ạ. Vâng, chị ra, dạ. Chị cẩn thận quá. Bà ơi, con tặng bà bức tranh ạ. Ừ, bà treo ở trong phòng ngủ bà nhá. Ừ. Dù lúc nào bà cũng cảm thấy bình an ạ. Cảm ơn cháu nhá. Bà ơi, cháu đây. Chúc bà là luôn luôn là an nhiên tĩnh tại, mạnh khỏe hạnh phúc và nguồn năng lượng lớn tung của cả nhà luôn. Vợ chồng tôi chúc thượng thọ cụ sống trăm tuổi. Vâng ạ, vâng, cảm ơn ông bà. Chúc bà bình an mạnh khỏe, trẻ mãi không già. Vâng ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Thượng thọ sống bên con cháu hạnh phúc dài lâu. Vâng ạ. Cảm ơn các anh các chị. Nam. Nam, lên đây với bà. Vâng ạ. Ôi bà xinh thế. Mà tặng bà này. Ừ. Giàu đấy bà. Mộc mạc thế. Mộc mạc. Cảm ơn Nam. Lúc nào cũng quý bà nhất đấy nhờ. Mình đi vào tặng cụ nhỉ. Cụ ơi. Cụ, bố con. Chính ảnh của bố con là đơn giản tặng cụ à? Nội ở dưới quê là dân cụ đôi hạc à? Tặng ơn à? Lúc nào tôi cũng hướng về quê cha đất tổ đấy à? Đúng rồi à? Ngạc nhiên đấy chứ lại.
Bà ơi, anh em cháu chúc bà mạnh khỏe, sống được trăm tuổi mà nhé. Vâng. Bà ơi, bà phải sống thật là lâu vào để chúng cháu còn báo hiếu bà nhá. Không phải là chỉ có nói đâu mà phải làm đấy nhá. Anh Long phải cho bà chắt để bế này, còn anh thì phải về công ty làm với bố, với anh. Đấy là món quà lớn nhất đối với bà đấy nhá. Thế à? Thế bà sinh nhật tiếp với cháu về công ty làm luôn đấy. Trời ơi. Mẹ ơi, vợ chồng con có món quà tặng mẹ ạ. Chúng con chúc mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe với con cái ạ. Cảm ơn con. Này, phải đến 2 cây ấy nhỉ. Mẹ ơi, nếu mà mẹ thích, thượng thọ sang năm con lại tặng mẹ ạ. Cảm ơn. Em mời bác ra đây để em báo cáo với bác một việc. Cái này nó cũng tế nhị lắm. Ông ơi, ông nói gì đó nên nhiên không bà lại tưởng thấm tụt cái gì. Tưởng tưởng cái gì? Với việc tiền nong nó phải từ từ. Báo cáo với bác, cái khoản tiền bác đầu tư cho cái dự án dưới quê em cũng đã làm xong và quyết toán từng phần một, em mà gửi bác để bác nắm được ạ. Cái này thì chú lúc nào cũng rõ ràng, chú đáo rồi. Vâng. Ông đầu tư cho con xe này là con mắt vô cùng sáng suốt, nhìn xa trông rộng. 6 giờ sáng con đón bọn trẻ con đi học, 7 giờ đón công nhân đi làm, 4 giờ chiều đón bọn học sinh về, 5 giờ chiều đón công nhân đi làm về. Cái quãng giữa ai mà có nhu cầu đi tham quan du lịch ấy, lễ chùa là con nhận tất. Vâng. Con làm gì con nhiều thời gian đâu. Kín lịch đi ông ạ. Vâng. Ông cho con xe 16 chỗ nữa đấy ạ. Nhưng mà để làm gì? À, để con mở thêm cái dịch vụ không mong muốn cho những người đã khuất ạ. Nhưng mà bận như thế rồi thì ai lái? Thì bọn con phải đi thuê các bọn lái công nông ở làng thất nghiệp đây ra đấy. Dạ vâng, đúng rồi. Để tiến tới bọn con còn thành lập công ty. Vâng, báo cáo với bác là các cháu nó đang có ý tưởng là nâng cấp thành công ty. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Dạ báo cáo với ông là cái ý tưởng tôn tạo nghĩa trang còn không nghĩ nó lại thành công đến thế. Con chỉ việc xén cỏ này, gieo vừng rạc lạc, thế là chim chóc ở đâu nó cứ ầm ầm nó bay đến, cây cối cứ đơm hoa kết trái, thế là bây giờ cái nghĩa trang nó trở thành nơi đáng sống cho những người đã khuất. Vâng, đúng rồi ạ. Bây giờ giới trẻ nó có cái sở thích rất là kỳ lạ. Vâng. Phải nói là quái dị. Rất thích vào nghĩa địa để check in check out. Vâng. Thế là thôi, mỗi một người vào con thu thêm 10.000, thêm được một khoản thu nữa. Con ghi rất chi tiết trong này, để con gửi ông ạ. Khoản này tôi giao cho chú sung vào quỹ của họ. Vâng. Để tiến tới các xuất đình cũng không phải đóng nữa. Vâng, bác tốt là chỉ đạo như thế này, em cứ thế em làm. Nhưng mà tôi cũng dặn này. Vâng. Làm gì thì làm, nhưng cũng đừng làm mất đi sự tôn nghiêm ở những nơi như thế. Báo cáo với bác, từ ngày mà bác đầu tư cho các cháu, các cháu nó làm ăn phát triển cũng là nỗi mừng cho họ. Thế nhưng mà em cũng nghiệm ra rằng là bất kỳ ở nơi nào, vùng sâu hay vùng xa, mà cứ chăm chỉ cần cù chịu khó thì cũng tạo ra sản phẩm, cũng là nơi đáng sống ạ. Không tự được tự cường đấy ông ạ. Để xin phép bác nhá. Dạ, đi ông ạ. Đi về cả cháu. Cảm ơn ông ạ. Mình đây à? Chị Sâm ơi, ừ? Chị thấy mẹ em đâu không? Vừa mới thấy ở đây, chắc là chạy đi đâu đấy. Bác cảm ơn nhé. Dạ vâng. Mệt lắm không em? Không. Hôm nay mẹ vui, anh vui, là em vui rồi. Khách khứa đông, chịu khó một chút nhé. Lần này em quyết tâm thu phục mẹ. Đồ ôi! Mày giết chồng tao! Mẹ! Mày giết tao! Mẹ ơi! Tăng quạt vui! Tăng quạt vui! Kìa mẹ! Tăng quạt vui! Mở ra! Mẹ ơi! Mở ra! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Quyên, con đây rồi. Quyên, con đây, mẹ ơi bình tĩnh. Con đây, con có làm sao không? Chúng nó có đánh con không? Con không sao, mẹ đừng lo.
Nào, giúp ba đưa bà lên phòng nhé. Vâng ạ. Đúng. Mẹ ơi, bình tĩnh. Con đưa mẹ lên phòng nhá. Mình lên phòng đi. Đưa bà lên phòng đi con. Lên đi. Mẹ ơi, kiếp trước mình nợ mẹ cái gì? Nhưng mà sao mẹ anh hảo vừa thế này? Bà biết bệnh của bà rồi mà. Thôi, lên thay đồ đi. Kẻo ốm bây giờ đấy. Có người thứ ba xuất hiện rồi đấy. Làm gì thì làm, đừng để mình trở thành kẻ thua cuộc. Đừng khóc nữa. Tắm rửa đi, thay quần áo cũng ốm bây giờ. Anh cũng biết, trước mặt bao nhiêu người, mẹ mắng chửi em chẳng thiếu thứ gì cả. Em không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa. Thì bà bệnh mất kiểm soát nên mới nói năng hành động như thế, thì em cũng chấp làm gì. Nhưng mà có ai biết mẹ mình lẫn đâu. Mọi người chỉ nghĩ em là người đàn bà lăng loàn, hồ ly chín đuôi thôi. Mà từ ngày lấy anh ấy, em làm gì có ai. Em chỉ có chót dại với anh cho nên đời em nó mới khổ như thế này đấy. Hay nhỉ. Mà cũng có ai đâu. Cái Nam cái Sâm nó đều biết bệnh của bà rồi. Quan trọng là anh và các con đều hiểu em. Thế còn gì nữa. Anh không ở địa vị của em, anh không thể hiểu được. Cứ 2-3 ngày mẹ lại lôi em ra làm một trận như thế này, làm sao mà em sống nổi. Thế qua cái lúc đấy mẹ lại tỉnh táo bình thường, thế chẳng nhẽ lại đưa mẹ vào viện à? Em không biết đâu. Vì anh, vì con, vì gia đình em đã nhịn nhục như thế là đủ lắm rồi. Nếu mà anh không tính ý, có thể em sẽ bỏ nhà ra đi đấy. Thôi, không nói lung tung nữa. Tắm đi, không ốm bây giờ. Mẹ ơi, bánh giò tới rồi. Quyên ơi, mẹ bảo này. Ra đây. Dạ. Đẹp không? Đẹp ạ. Mẹ để dành làm của hồi môn cho con đấy. Đưa mẹ đeo thử cho con nào. Mẹ đeo thử. Dạ. Ôi, đẹp quá. Con gái mẹ xinh thế. Bây giờ mình có tiền rồi, không sợ gì hết. Bố con có đuổi đi, ba mẹ con mình cũng không sợ chết đói. Các con có ốm đau, mẹ cũng có tiền mua thuốc. Thằng Khang không phải vác giá đi vay gạo nữa. Chứ cứ thấy các con cơm ăn chưa khỏi miệng, đã phải đi làm thuê cho người ta, mẹ thương lắm. Mẹ đừng buồn nữa, cũng không phải lo lắng gì cả. Giờ nhà mình không ai phải khổ nữa rồi. À mẹ ơi, mẹ cất đi cho con nhá. Cất đi cho mới á. Cất đi à? Ừ, để mẹ cất đi. Không nhỡ à người ta lại lấy mất. Đúng rồi. Cất hết đi. Mẹ cất đi nhá. Mẹ ra ăn bánh đi. Con ăn đi. Nào, mẹ ăn đi. Con ăn một miếng đi. Chị, bánh bao. Mẹ ăn đi. Một cái của mẹ, nhưng mà mẹ chưa ăn. Em lấy cho chị nhá.
lại xúi em về lấy bánh có đúng không? Em nó bé nó không ăn được cơm, tao mua cho nó có mấy cái bánh mà mày cũng lừa ăn của nó. Con không lừa nó, con không xúi nó lấy cho con, là nó tự mang. Lại cái, học hay ho tốt đẹp ở đâu thì không học, toàn học những cái mất dạy. Ngu lắm cơ, mẹ mua cho mấy cái bánh để giữ lại mà ăn, cái gì cũng đem cho nó. Không đem nữa, thế sao lúc nào mẹ cũng chỉ mua cho nó, thế sao mẹ không mua cho con? Con không phải là con của mẹ không? Con này láo nhở, mất dạy, láo tét này, học ở đâu cái thói mất dạy đấy hả? Hả? Tao dạy mày như thế hả? Mất dạy này. Bố, mẹ đây mà. Bố. Ra ngoài. Nhanh. Có bố đây. Con ăn đi. Từ từ không em. Con làm sao đây? Con chỉ muốn ôm mẹ thôi. Ôi, con gái mẹ sắp lấy chồng rồi còn làm nũng. Lần trước tôi có đưa bà vào khám, nhưng anh đi công tác nước ngoài nên không gặp được. Tôi đã xem kỹ bệnh án của bà rồi. Tình trạng suy giảm trí nhớ ở người già chỉ có thể dùng các biện pháp trị liệu để kìm hãm, chứ không thể phục hồi. Chính vì thế, hôm nay tôi mới phiền anh. Gần đây, tình trạng bệnh tật của mẹ tôi ngày càng xấu đi. Bà thường xuyên có những hành động mất kiểm soát, thậm chí gây tổn thương đến những người xung quanh. Thực sự, tôi rất bối rối, không biết phải làm thế nào cả. Bệnh suy giảm trí nhớ người già còn gọi là bệnh gia đình anh ạ. Bởi tình trạng căng thẳng kéo dài của các thành viên trong gia đình khi chứng kiến người thân của mình đang dần dần suy giảm sức khỏe. Nếu như anh không thể chăm sóc được cho bà, anh cũng có thể tính đến phương án thuê người có chuyên môn hỗ trợ chăm sóc, hoặc cũng có thể đưa bà vào bệnh viện. Chăm sóc một người bị rối loạn trí não sẽ áp lực hơn rất nhiều so với việc chăm sóc một người bị chấn thương ngoại khoa. Nếu như anh vẫn muốn để mẹ ở nhà chăm sóc, thì ngoài yêu thương, các thành viên trong gia đình phải rất kiên nhẫn với tình trạng bệnh tật của bà. Tuy nhiên, tôi cũng phải cảnh báo anh, phức tạp mà bà sẽ gây ra sẽ ngày càng lớn hơn. Các thành viên trong gia đình rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Anh về rồi đấy ạ. Anh uống cốc nước cho đỡ mệt. Mẹ tôi hôm nay thế nào? Cụ vẫn ở trên phòng. Chắc hôm nay cụ mệt ý. Từ sáng đến giờ tôi dỗ mà cụ chả chịu ăn uống gì cả. Thế nhà tôi đâu? Chắc là vẫn còn giận. Từ sáng đến giờ đã ra khỏi phòng đâu. Trưa tôi phải mang đồ ăn lên đấy. Anh uống cốc nước đi. Cảm ơn chị. Cụ già rồi, lại bệnh tật, thế nên mới thế. Mình phải bỏ qua đi chứ nhỉ. Chứ chị Xuân lại giận, làm cụ lại buồn ý. Có mỗi một cô con dâu chứ có nhiều nhạc gì đâu. Bác sĩ nói bệnh tình của cụ thế nào hả anh? Mẹ, chị Bích nói cả ngày hôm nay mẹ không ăn gì, cứ ngồi chơi tam cúc là sao? Mẹ thấy yếu lắm rồi. Chắc ông bà tổ tiên muốn đưa mẹ đi đấy. Đêm ngủ, mẹ toàn mơ thấy cây quyên. Chỉ con chờ mẹ lâu quá rồi, mẹ nên đi mới phải. Mẹ đừng có nói như thế có được không ạ? Mẹ còn khỏe lắm. Mẹ còn sống đến 100 tuổi ấy chứ. Mà bà phải sống lâu để còn chứng kiến thằng Long, thằng Huy nó lấy vợ, để bà còn lấy chức cụ chứ. Mẹ già rồi,
sống thêm ngày nào phiền con cháu ngày đấy. Chắc các anh các chị cũng chán nhìn thấy bà già suốt ngày rên rỉ chuyện này chuyện kia lắm rồi đấy nhỉ. Kìa, sao mẹ lại nói thế? Có ai nghĩ như thế đâu ạ. Đấy, có bao giờ thấy ló mặt ra khỏi phòng đâu, có quan tâm đến mẹ chút nào đâu. Hôm nay trời trời, nhà con kêu đau đầu chứ không có ý gì đâu ạ. Ốm đau gì lại cái kiểu công chúa đứt tay ăn mày sổ ruột. Tôi còn lạ, chiều quá hóa hư. Thôi, chia lại đi, con chưa với mẹ. Hôm nay con được nghỉ à? Hôm nay con rảnh mà. Nào, đây. Anh thấy chưa? Trong mắt mẹ, lúc nào em cũng không làm mẹ hài lòng. Có ai như em không? Gần 50 tuổi vẫn phải nhìn mặt mẹ chồng để lựa mà sống. Thì mẹ cũng chỉ muốn được quan tâm nhiều hơn. Người già ai chẳng sợ cô đơn. Em chịu khó gần gũi mẹ hơn một chút, hai mẹ con mà hiểu nhau thì việc gì chả giải quyết được. Thế anh tưởng em không muốn à? Em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng em làm cái gì cũng khiến mẹ ngứa mắt. Đấy, rõ ràng là mẹ sai, nhưng mà bao nhiêu tội lỗi lại đổ hết đầu em. Lúc nào ấy, em cũng chỉ là kẻ xấu thôi. Nếu như em không thôi chỉ trích mẹ thì có lẽ chúng ta nên dừng cuộc nói chuyện lại. Anh Khang, hôm nay em muốn nói rõ ràng tại đây. Một là anh đưa mẹ vào viện để điều trị, hai là em sẽ đi ra khỏi nhà. Anh không thể đưa mẹ vào viện. Được, vậy thì em sẽ đi. Đây không phải là việc chọn em hay là chọn mẹ. Anh không thể bỏ rơi mẹ được. Em đâu bắt anh phải từ bỏ mẹ. Em chỉ bảo anh đã đưa mẹ vào viện để người ta có phác đồ điều trị để mẹ khỏe lại như ngày xưa thôi. Nhà có hai thằng con trai chưa vợ, em cũng không muốn người ta nghĩ rằng gia đình mình có người. Em có biết bệnh viện tâm thần là như thế nào không ạ? Chỉ muốn đẩy đi trách nhiệm, em đã tống mẹ vào nơi như thế sao? Bệnh của mẹ là phải ở nhà, ở gần con cháu, phải vui vẻ thì mới có thể thuyên giảm được. Mẹ đã một đời vất vả nuôi anh ăn học để có ngày hôm nay. Bây giờ già yếu bệnh tật lại đẩy mẹ vào viện cho người ta chăm sóc. Là người con, anh không thể bất hiếu như thế được. Anh biết, ngày nào em cũng bị mẹ chỉ trích tay nghiến. Chưa kể những lúc mẹ lẫn, mẹ đánh đập em. Nhưng với em, điều đó không quan trọng. Quan trọng là em muốn mẹ khỏe lại. Em muốn anh đưa mẹ vào viện để mẹ khỏe lại như ngày xưa, giảm bớt gánh nặng cho mọi người trong gia đình. Nhưng mà ngay cả anh, ngay cả anh cũng nghĩ về em như vậy. Vậy thì làm sao mẹ em sống ở đây được nữa? Được, anh cứ ở đây mà làm người con hiếu thảo đi, mặc xác em. Nếu cô chỉ nghĩ cho bản thân thì đi sống cho riêng mình đi. Còn ở đây là một gia đình, mọi thành viên trong gia đình này đều phải có trách nhiệm yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.